Do là em làm khuya nên là thời gian. Ồ, em làm hãng hay sao mà làm khuya? Do em làm hãng thì thời gian làm của em là từ 4 giờ chiều đến 4 giờ sáng. Rồi xong nữa, trắc trở nữa. Mới qua lấy chồng mà ban đêm mà chồng ngủ với mình mà đi làm hãng nữa, trời ơi. Vậy đó. Thời gian em đi làm á thì em đi làm khuya nên là em cũng để vợ em ở nhà một mình cũng không biết làm gì, nên là họ cứ hỏi vợ em là có thích làm gì không, có thích buôn bán hay là giống như là livestream hay gì đó, thì muốn thì em mua đồ về hết cho vợ em. Thì đó, thì giống như là mua laptop thì cho vợ em để lên mạng coi đồ này nọ, thì muốn hát thì tập hát này nọ thì em mua cái mic về. Trời ơi, thương vợ dữ vậy hả? Dạ. Vô là thấy cái tiếng nghe mới nãy vô thấy cái đèn livestream không hiểu ý gì, hóa ra là anh chồng rất là cưng vợ đã mua cái đèn livestream để cho vợ hát thôi chứ cũng chưa buôn bán gì luôn nha. Nhìn mặt hai tụi em á rất là nhân duyên luôn, nên chị muốn hỏi là cái cơ duyên nào mà tụi em gặp nhau vậy? Cơ duyên đó cũng về cái năm lớp 9 tụi em gặp nhau thôi. Là chung lớp là chung lớp thôi. Đừng nói tôi là hai người yêu nhau từ năm lớp 9 nha. Dạ cũng cũng không không chưa. Ông này năm đó là cũng có thích em rồi, nhưng mà kiểu trong cái thời gian đó thì trong lớp á, đang cáp em, ghép đôi em với lại một cái người bạn khác. Thì cái chồng em mới thấy vậy nên là nghĩ là thôi chắc em cũng có bạn trai rồi, nên là không dám nói ra. Dạ. Im lặng không dám nói ra. Dạ. Rồi lúc đó là em để ý Nga. Thì hai đứa lúc đó ở cùng tổ là tổ 3, thì cách nhau có một bàn thôi. Chung là cũng giọng lén không à. Giọng lén không? Hiền dữ vậy hả? Hiền. Nhìn nhỏ con mà đeo cái kính vuông vuông nhí nhảnh. Lúc đó thì cái ấn tượng của em là kiểu ông này ông cứ hiền hiền mà cứ ngố ngố á, rồi cứ mắc cười sao á, nên là em cứ hay chọc. Lúc đó người ta đàn ông ta chưa dậy thì đó. Dạ. Người ta không có được đẹp đó, với lại con trai á thường là hay không có sửa soạn nhiều. Nên là sau này dậy thì thành công nên là mà cho thì bây sau khi mà em học lớp 9 xong là em đi Mỹ luôn hay sao mà trước là năm lớp 9 đúng là em giấy tờ xong xuôi hết rồi, là em sẽ đi Mỹ vào năm lớp 10. Nhưng mà do một số vấn đề thì em phải ở lại 4 năm. Thì lúc đó ba mẹ em đi trước. Rồi là vẫn tiếp tục gặp nhau tiếp? Dạ không, lúc đó là mất liên lạc luôn chị. Ồ, dạ. Mất liên lạc luôn hả? Dạ. Lúc đó em chưa có quen, vợ em. Bao nhiêu lâu thì bắt đầu cái duyên lại gặp nhau? 7 năm sau. 7 năm sau thì là vô tình trong một cái status của một người bạn á, là up một cái tấm hình kỷ yếu của bọn em hồi lớp 9 á, thì mới tag hết bạn bè vào. Em mới thấy Facebook này thì em mới add nhắn tin. Lúc đó thì vậy thì thành công, wow đẹp trai dữ, nên là bắt đầu là lật ngược lại thế cờ. Rồi xong sao cái cuộc hội ngộ của tụi em lúc đó là qua Facebook phải không? Dạ thì xuất phát điểm của tụi em là đã yêu xa rồi á, lúc đó chưa có quen thì chỉ là nhắn tin thôi, mà em thấy sao cái như là vừa mới thức dậy, giờ ở Mỹ vừa mới thức dậy là đã nhắn tin em rồi. Xong rồi mình cũng thấy là ồ sao cái anh chàng này sao mà dễ thương quá, thấy cũng siêu lộng. Ai là người chủ động thả thính tỏ tình? Lúc đó em kiểu cũng ngại ngại nhát nhát á, chưa có kiểu chững chạc nên là không dám tỏ tình. Cũng vẫn chưa luôn. Chưa. Sao em yếu quá vậy? Em tốn công dữ lắm chị, kiểu là em nói xa nói gần nói đủ kiểu hết trơn á, nhưng mà không, em không biết nữa. Đây là cốt là tao không hiểu hay là tao không hiểu thiệt ta? Chắc là ngây thơ quá, không có nghĩ nhiều á. Dạ. Rồi có hôm thì em kiểu mà em tức quá, xong em mới phải làm áp lực. Em nói ở nhà có mẹ làm mai cho anh nào á, nên là hỏi ý ảnh coi là ảnh thấy làm sao. Nếu mà có tình cảm mà không nói là em đi quen người khác ráng chịu. Em phải làm áp lực vậy. Thì cũng kiểu là cũng nhiều lắm thì mới chịu nói. Bé này rất là thông minh, rất là khéo léo nha, biết dẫn dắt lắm luôn đó. Em có bay về liền không, làm cho nàng bất ngờ không, hay là em vẫn ở lì bên Mỹ cho nàng yêu xa khóc chơi? Có, ở cỡ coi gần một năm, tới cuối năm đó thì em mới bắt đầu book một vé máy bay về đó, ở về Việt Nam 29 ngày thôi. Thì cái đó là lần đầu tiên em về Việt Nam để gặp vợ em. Trước khi em về thì có nghe vợ em kể là ba mẹ em khó lắm, nói chung là nghiêm khắc. Nên là một phần em cũng sợ, nhưng mà khi mà qua nói chuyện với... Nhưng mạnh dạn à? Dạ, yeah. Cũng kén mạnh dạn mà qua nói chuyện với ba mẹ, xin phép đi như bữa đầu. Bữa đó đi Nha Trang. Đúng rồi, ngày đầu tiên, xong rồi cách ngày hôm sau là đi Nha Trang.
À là em nói ba mẹ khó mà vừa về ngày đầu tiên, ngày thứ sau em rủ người ta đi Nha Trang luôn. Cái đó là tụi em có lên kế hoạch trước đi với chung với bạn. Mới đầu cũng sợ là sẽ không cho, tại vì vé book hết rồi, khách sạn book hết rồi. Áp đặt luôn đó, áp đặt gia đình luôn. Thì thôi cũng liều một phen qua xin phép. Cuối cùng thì cho phép đi Nha Trang. Thì tụi em cũng muốn là, tại vì về có hai mấy ngày thôi, thì muốn tranh thủ. Lúc đó thì có một cái lịch là em phải đi show ở trên Đà Lạt. Nhưng mà sau đó không biết như thế nào thì cái show đó không có đi nữa. Nhưng mà em đã thông báo với ba mẹ em trước đó là em đi show vậy đó. Thì show là show gì, thời điểm đó em làm gì? Lúc đó thì ngày mà ở trên nhà thờ Con Gà chị họ tổ chức mấy cái đêm nhạc á, thì là em lúc đó em có nhận show kéo violin á. Thì dạ, thì người ta có gọi lên. Nhưng mà sau đó là thay đổi hay là sao đó nên là không có đi nữa. Hên quá. Dạ, để show. Em mới tranh thủ. Em vẫn nói với ba mẹ là em đi show đó, nhưng mà thực ra là không có, chỉ có hai đứa đi thôi. Đi chơi riêng mà, thì tối về thì hai đứa cũng xào quần xào quần. Em không biết tại sao á, nhưng mà cứ mỗi lần mà bọn em lên kế hoạch đi chơi á, là tới cái ngày mà đi chơi là em sẽ bị tới tháng. Không phải là một hai lần đâu chị, mà suốt mấy năm luôn lần nào cũng vậy hết trơn. Có khi mà mỗi lần mà em tới tháng mà em bị hạnh á là em xỉu luôn. Dạ. Cái gì? Có đợt mà của vợ em là mỗi lần cứ tới tháng là xỉu. Cái lần em nhớ nhất, lần đầu tiên luôn, là em đụng tới chuyện mà của phụ nữ tới tháng đó. Em ngây thơ không biết gì hết thì cái đó. Vậy em quay qua nhìn em, hai mắt trợn, mặt hết hồn, nói ủa sao mình ăn dữ vậy, có chuyện gì sao, em đã quên gì hả? Cái trợn lên xong cái quỳ xuống luôn. Thấy tội lắm, em không biết làm gì hơn nữa. Tiểu bao nhiêu tiếng thì mới tỉnh? Em không phải là em bị bất tỉnh luôn, chỉ là em mệt, em không còn sức để mà em đi thôi. Thì ngoài cái chuyến Phan Thiết nè, rồi đi cứ mỗi chuyến du lịch là cũng xỉu đều vậy đó hả? Dạ, đi Phú Quốc nè, lúc đó đi vô trong rừng tắm suối, xong rồi vô trong đó xỉu, chổng ổng phải cõng em từ trong rừng cõng ra. Rồi xong luôn. Rồi đi Sa Pa cũng vậy luôn. Đi Sa Pa lên uống cà phê, đang ngồi uống xỉu luôn. Cái em phải cõng tiếp. Cái rất là cực. Dạ. Tổng ra là em, cái tình yêu em hay chị thấy em cực quá, em cứ cộng với bê với giáp đi không à. Tại người ta xỉu miết à. Dạ. Nãy giờ trò chuyện với chị cũng lâu nên là sợ chị khát nước. Hồi sáng này em có làm sẵn trà sữa, em mời chị một ly nha. Trời ơi, em làm trà sữa nữa hả? Dạ, tụi em cũng hay làm trà sữa tại em thèm. Ê, vậy là cái len này hay nè. Dạ. Tụi em nên mở vụ trà sữa bán được rồi đó. Dạ. Ok, rồi cảm ơn tụi em nhiều nha. Dạ, để em cho chị uống trà sữa, em uống miếng trà đá cái đi. Hay trà sữa em là em mời chị rồi, nha. Em kêu em gái. Để chị trải nghiệm thôi nha. Ngon. Ngon. Cảm ơn Quân với Nga là đã có một cái buổi trò chuyện rất là thú vị. Giai đoạn này là cái giai đoạn mà về sống chung rồi nè. Cũng mới 4 tháng rồi đúng không? Dạ. Thì giờ trước mắt thì là chị thấy là em mới qua cũng chưa có công việc gì, mà Quân thì là phải là cái người gánh vác lo hết cho em. Dạ. Đó là cái khó khăn gì nhìn thấy. Thì hai bạn có thể chia sẻ những cái khó khăn trước mắt. Điều đầu tiên là em phải cho vợ em tập lái xe trước. Có bằng lái xe. Sau đó thì em sẽ kiểu tích góp một số tiền để mà mua chiếc xe cho vợ em. Và tại vì hiện tại nhà em có hai chiếc xe, một chiếc là để em đi làm, còn một chiếc thì ba em đi làm. Do là em làm khuya nên là thời gian em... Em làm hãng hay sao mà làm khuya? Do em làm hãng thì thời gian làm của em là từ 4 giờ chiều đến 4 giờ sáng. Rồi xong nữa, trắc trở nữa. Mới qua lấy chồng mà ban đêm mà chồng ngủ với mình mà đi làm hãng nữa, trời ơi. Vậy đó. Em cũng muốn đổi lắm nhưng mà hiện tại thì chưa có được. Tại vì đây là công việc ổn định nhất của em. Thì cái thu nhập cũng là khá ổn định để mà giúp đỡ gia đình. Bên này là Nga là Anh ngữ ok không? Dạ, em okay không? Em nghĩ là chị mới nên là vẫn cần phải thời gian để mà nghe. Thì thật sự ra thời gian đầu thì chị nghĩ là khó khăn thì cũng phải chấp nhận khó khăn, nhưng mà cái trau dồi cái Anh ngữ nó rất là quan trọng, thì có thể là trong thời gian này em cũng phải vừa đi học. Dạ. Vừa đi học lái xe, vừa đi học thêm tiếng Anh nữa. Thời gian em đi làm thì em đi làm khuya nên là em cũng để vợ em ở nhà một mình, cũng không biết làm gì nên là họ cứ hỏi vợ em là có thích làm gì không, có thích buôn bán hay là giống như là livestream hay gì đó, thì muốn thì em mua đồ về. Đúng hết rồi. Cho vợ em thì đó, thì giống như là
mua laptop để cho vợ em để lên mạng coi đồ này nọ thì muốn hát thì tập hát này nọ thì em mua cái mic về. Trời ơi, thương vợ dữ vậy hả? Dạ. Vô là thấy cái tiếng nhạc, tiếng nghe mới nãy vô thấy cái đèn livestream không hiểu ý gì, hóa ra là anh chồng rất là cưng vợ đã mua cái đèn livestream để cho vợ hát thôi chứ cũng chưa buôn bán gì luôn. Dạ. Khi mà yêu nhau thì rất là đẹp đúng không? Về cái cuộc sống chung đụng á, 4 tháng đúng không? Giờ bắt đầu là có đứa nào lòi cái tật xấu gì mà để cần phải khắc phục không? Sẵn là mình chia sẻ liền. Nói trước không? Anh nói trước đi. Tới phần tối nhau hằng say dễ sợ luôn. Ai nói trước không? Cái này vợ em cũng ít tật xấu nhưng mà có cái tật đó giờ luôn là ngủ lúc nào cũng mở mắt đó. Nó đâu phải là tật xấu đâu. Thôi, cứ cho là tật xấu. Ôi, mấy người mà ngủ mở mắt có thông minh lắm em biết không? Ngủ mà con mắt không có nhắm hết phải không? Nhắm mà mặc cảm giác là thức phải không? Cái thức lúc mà em ngủ xong cái em quay qua nhìn ủa. Nó hoài mà cũng chắc ngủ rồi. Ủa mấy người đó là ghê lắm luôn á. Hèn gì ngày xưa là yêu nhau, giờ tôi hiểu là 4 năm mấy mà tại sao cũng còn nguyên là tại vì nhỏ này nó không chịu ngủ. Không, cái đó không phải là tật xấu em, cái đó là cái con người ta nó bị vậy. Đúng rồi, sinh ra đã vậy. Em ra em làm gì nè, em gạt xuống, nhắm đi bà nội. Rồi tật xấu thứ hai, từ lúc mà ở chung với nhau á, thằng nào sắp sát vô cũng rờ nách em. Chị. Nghiện, vậy là phải nghiện nách. Nghiện đó. Cái đó đâu phải thật xấu em, chỗ có đó em phải vui. Dạ. Nhiều lúc nách về, mình đi làm về, mình có mùi trắng rồi mà phải vui. Chế mình cái tay cứ vui. Đi shopping. Có nhiều người nghiện cái nách. Rồi tới màn tiếp là gì, xấu là gì nữa? Từ lúc mà qua đây là em hay làm về khuya. Nên là em kêu ngủ trước đi. Mà không ngủ, không ngủ, muốn chờ đợi đó. Để em về. Mỗi lần về cái thấy em cái bắt đầu nước khóc. Mà khóc nước mắt chảy mà cái miệng nó cười. Vừa cười vừa khóc. À, kiểu ta vừa hạnh phúc mà người ta vừa đau khổ đó. Hạnh phúc là vì chồng về mà đau khổ là vì chờ lâu quá nên giống học một khu. Vừa cười vừa khóc vậy không biết phải xử lý sao, nên cười hay nên dỗ. Cái có cái ngày kia 2 giờ, 1 giờ rưỡi cái vợ nhắn tin em nói là chồng, em đói quá. À dạ, muốn ăn fry không? Ok. Cái thường 2 rưỡi em về. Mà lúc đó, bữa đó em 2 giờ em về luôn. Để mà chạy kịp mua fry để mà ăn xong ngủ sớm. Cái mua về hí hửng. Về nhà rửa chén này đò đem fry vô. Cái rốt cuộc giờ em ngủ luôn. Khóa cửa luôn. Lúc đó khóa cửa trước. Trước đó khóa cửa xong ngủ đi ngủ. Nên em nằm chợp mắt tí mà sao ngủ luôn. Em bị ngủ quên á chị. Mà em quên là em không có những khoảnh khắc người ta chờ. Người ta cũng mệt rồi xong ta ngủ quên luôn. Ngủ quên luôn. Mà ngủ quên cái nết ngủ là ngủ luôn đó hả? Không mở cửa được luôn. Mà ngủ thì em, được. Em lại cửa. Quên em khóa trái cửa phòng vô. Sao em không có chìa khóa để vô phòng hả? Có, em có chìa khóa mà không biết bữa. Là... Tại sao bữa đó cái chìa khóa mà không được luôn. Rồi xong rồi sao? Cái em gõ cửa, em gọi điện thoại. Mà điện thoại lúc đó còn có 1% thôi. Hết pin luôn. Cái em gọi hoài không được. Em gõ cửa kêu hoài không thức. Em quăng đồ vô cũng không thức. Cái em phải vòng đi qua cửa sau, mở cửa sổ ra. Kêu góc dậy. Mở cửa cũng không dậy luôn. Cái em tức quá em cầm cái gói em quăng vô mặt. Cầm cái gói em quăng vô mặt. Tỉnh. Tỉnh. Cái mặt nhá gì vậy? Lúc đó em mới cắt tóc xong không nhận ra em. Đang ngáo ngáo không nhận ra em. Em còn tưởng là ai nữa chị, sao tự nhiên rồi quăng đồ vô mặt em mà em nhìn lạ lắm, em không có nhìn ra. Tại vì tóc dài. Với lại đang ngủ nữa. Dạ. Cái xấu này cũng dữ dội nha, ngủ là ngủ luôn đó. Cái lần đó em tức lắm. Cái vô khóc. Là cuối cùng là vợ em phải dỗ em hay là em dỗ em? Em phải dỗ lại. Nó sao ngộ vậy? Ta ngủ sai mà người ta sai trái mà vô mình phải dỗ ngược lại luôn. Dạ. Em dỗ. Em tại vì em thấy có lỗi quá, tại vì chồng hí hửng mua khoai tây về mà thì xong mình lại khóa trái cửa, thấy có lỗi với ôm cái khóc quá trời khóc, cái cuối cùng là ông phải dỗ ngược lại em. Nhỏ này để bọc điều mọi người ơi, thiệt là để bọc điều đó, chồng quá chiều luôn, chiều mức độ mà sai trái mà chồng vẫn phải dỗ. Rồi còn cái tật xấu gì nữa? Như là như đó hết rồi đó hả? Dạ, hết rồi đó. Vậy tính ra cũng đâu có xấu xa gì lắm hết đâu. Thôi, chưa bọc ra hết. Thực ra mới 4 tháng. Mới 4 tháng. Không chừng là 4 năm sau chị hoành lại là nó một tràn trề luôn đó. Là 1001 cái tật xấu luôn. Bây giờ mới 4 tháng cũng còn ít mới 4 tội à. Tới nghe nè, tật xấu của ông xã em là gì? Cưng chiều quá hả? Làm em bực bội. Dạ, thực ra thì tật xấu của chồng em cũng nghĩ hoài em cũng không có nghĩ ra.
chị có cái là nhiều khi hay mê chơi game á chị. Em thì em thích là nếu mà mình ngồi, ví dụ như mà mình ngồi ăn cơm đi thì ít ra thì cũng có cái điện thoại qua một bên rồi mình ngồi mình nói chuyện với nhau. Anh cứ quen rồi cứ cầm điện thoại cứ ngồi, em ngồi đối diện mà coi như là em vô hình vậy đó. Có một lần Giao cũng mới nên là em thấy ảnh không có để ý gì tới em hết, em mới nhắn tin qua, mặc dù đang ngồi đối diện nhưng mà em nhắn tin qua nói anh ơi nói chuyện với em đi. Trời, dễ thương vậy. Dạ. Thì xong rồi ảnh mới cất điện thoại rồi hôm nay đứa mới ấy thì từ đó nó mới đỡ. Không, cái đó là hành động rất là dễ thương. Chỉ có cái nào nghiền chơi game. Rồi nhiều khi bày đồ, ví dụ như là mình làm trà sữa thì mình phải bày đồ ra để mà mình bày nguyên liệu ra để làm á, mà khi mà làm xong á thì ảnh lại không có dọn vô thì cứ để vậy thôi. Thì em thì thường em thấy vậy, em thường hay đi dọn nhiều hơn. Cái đó là nhà em, chị thấy thường đàn ông họ thích vậy đó, họ bày xong rồi phải có người đi dẹp. Dạ. Như ở nhà chị đó, mọi người bày hết, chị là về lúc nào cũng là chùm cuối xuất hiện là dọn nhà. Có nhiều lúc đó hả, chị đi làm việc mà về tới 12, 11 giờ đêm mà chị vẫn đứng dọn dẹp. Tại vì mình nhìn cái nhà nó bừa bộn hay là cái sinh mà có chén đó là chị rất là khó chịu. Phải làm sạch sẽ hết rồi chị mới lên giường chị nằm. Sau đôi phút hai vợ chồng son dạch mặt nhau thì bây giờ là đôi phút là sẽ có những cái phút giây mà tụi em phải mong muốn thay đổi ở lẫn nhau. Thì có một điều em muốn vợ em thay đổi thôi. Thay đổi gì nè? Nói đi. Lựa cái điều mà phải thiệt hay nha. Duy nhất luôn, một điều thôi. Ngót ngủ nhớ nhắm mắt. Ngót ngủ nhớ nhắm mắt. Là vậy. Ừ, hoài. Như đó thôi. Em đâu có cố tình thù ơi. Yêu cầu có một điều đơn giản vậy thôi hả? Một điều duy nhất. Em không biết là em nên vui hay nên buồn nữa chị. Em phải vui. Chị chỉ em nè, mua cái đồ bịt mắt á, trước khi ngủ em bịt lại là tự động con mắt em nó nhắm, chứ chẳng lẽ em trộm em nhét đồ bịt mắt ra được rồi sắp đứt. Khi mà bạn đời em ngủ rồi đó, thực sự ngủ say bắt đầu em lột cái miếng mà che mắt nó lại rồi xong. Rồi bây giờ tới cô vợ đi. Dạ, thực ra là cái điều mà em mong muốn chồng thay đổi là chỉ có một điều nhỏ thôi, nghĩa là nếu có thể thì mình có thể thì dành nhiều thời gian hơn cho em. Tại vì đừng có ôm game nhiều quá. Dạ, thì ngoài thời gian đi làm thì nó cũng hơi trái giờ một xíu á. Nếu mà được thì mình có thể sắp xếp hay là cách nào đó mà mình có nhiều thời gian, không chỉ là dành cho em mà dành cho gia đình nữa. Rồi cái khoảng thời gian mà vợ chồng mới cưới mà, thì em nghĩ nó còn rất là nhiều những cái gắn bó giữa hai người. Đến ngày hôm nay á, thì chị ngồi chị nói chuyện á, thì chị biết là Nga rất là yêu Quân. Mà như là hôm nay Nga có một món quà chia sẻ muốn gửi tới cho chồng phải không? Dạ. Em vừa mới viết xong một cái bài hát. Trời, tự sáng tác luôn hả? Mà em mới viết xong một hai ngày trước thôi à. Trời mẹ ơi. Dạ. Nên là cũng nhân cái cơ hội này em cũng muốn hát cho chồng nghe. Dạ. Thầm nghĩ mình đang mơ khi được bên cạnh anh, tình yêu ngày bé thơ. Bao năm trôi qua tình ta càng lớn nhanh, cho dù khi ngày nắng xanh, khi hay đông giá lạnh. Kỷ niệm trải qua ngày tháng cách xa, thời gian cho ta thêm niềm tin, hoàn cảnh cho ta thêm sức mạnh. Đến hôm nay em không tin rằng mình đã bên nhau. Chẳng có xúc động. Nắm tay nhau an yên đến già, thầm cảm ơn anh vì thanh xuân mình luôn có nhau. Nói một lời rằng em yêu anh nhiều lắm, tình yêu giúp cho ta trưởng thành hơn, trải qua sóng gió gian nan. Nếu hôm nay em không tin rằng mình đã bên nhau, chẳng thể xa rời dù cho phía trước có bao la sóng gió, đã có em kề bên. Anh đừng nói
giờ mình luôn có nhau. Xúc động lắm. Trên khóc mà dưới cười kìa. Đó. Cái miệng cười kìa. Đó. Ôm vợ đi. Một hành động thiệt là dễ thương đi nè. Bài hát là tựa đề là Thanh Xuân Có Nhau. Em vừa mới sáng tác cách đây 2 ngày. Là làm dạ. Từ phối nhạc đồ hết luôn hả? Dạ, nhạc thì em mới làm hồi khuya hôm qua luôn. Rất là lãng mạn. Chị còn biết nhiều cái điều mà về nghe rất là tình cảm. Đây là một cô gái rất là... Ta có cái tố chất nghệ sĩ nên là ta sống nó cũng có cái gì đó nó rất là sâu lắng, sâu sắc. Ngoài cái bài hát này ra thì chị có nhận một lá thơ nữa. Bây giờ chị sẽ lấy ra và để cho em đọc ha. Trời ơi, người ta nắng nót mà chữ người ta đẹp lắm mà chị không dám coi. Tại chị coi chị sợ chị khóc á. Nên là chị thấy cái chữ ký thôi, đó, nghe nè. Vậy là em đọc. Em đọc đi. Thời bữa này mình ta vẫn còn thư từ bằng giấy cái này đó. Khi anh đọc bức thư này, chắc anh vừa nghe xong bài hát Thanh Xuân Có Nhau của em rồi. Đúng là như vậy. Trải qua khoảng thời gian 7 năm yêu nhau cách xa nửa vòng trái đất, nay mình đã được bên nhau rồi. Tuy vẫn còn thiếu chút niềm vui ngày cưới vì cái con virus corona này phá quá, nhưng dù sao mình vẫn được đoàn tụ bình an qua mùa dịch là tốt rồi. Vợ chồng mình tính ra còn son dữ lắm. Trên giấy tờ là kết hôn được gần 2 năm, nhưng thực sự chính thức về chung một nhà mới được có 4 tháng. Sau 4 tháng làm chồng, anh thấy như thế nào nè? Em biết thời gian vừa qua xảy ra nhiều chuyện khiến áp lực cứ đè nặng lên đôi vai anh. Mà cuộc sống ở đây đối với em là quá mới mẻ, nên chẳng thể giúp được gì. Lực bước đồng tâm. Áp lực là vậy, nhưng chưa một lần nào anh kêu ca. Ngược lại, vẫn bao dung, yêu thương và nâng niu em vô cùng. Hiện tại em không thể giúp anh được vượt qua khó khăn, nhưng mong anh luôn nhớ rằng từ nay bên cạnh anh còn có em. Lúc nào cũng mong mỏi được san sẻ niềm vui nỗi buồn cùng anh. Có người nói với em rằng họ rất thích tình cảm tuổi học trò vì nó hồn nhiên, trong sáng, vô vị, lợi. Còn em thì được trải nghiệm sâu sắc cảm giác mình cùng nhau lớn lên, cùng nhau mắc lỗi, cùng nhau trưởng thành. Để có được em như ngày hôm nay là nhờ sự hiện diện của anh trong suốt quãng đường thanh xuân đó. Một lần nữa cảm ơn anh vì thanh xuân mình luôn có nhau. Cảm ơn anh vì những tình cảm dịu dàng ấm áp anh dành cho em không lúc nào ngừng nghỉ. Ngày hôm qua luôn kề vai sát anh bên nhau. Ngày mai tương lai còn dài, không ai biết trước điều gì. Nhưng em chắc chắn một điều, sẽ luôn trân quý hiện tại, gìn giữ vun vén hạnh phúc gia đình nhỏ của hai đứa mình từng ngày. Vợ của anh, Nga. Thầm cảm ơn anh vì thanh xuân mình luôn có nhau. Cái lá thơ của Nga nó rất là tình cảm, mà nó vẫn còn cái gì đó nó rất là trong sáng. Cái mối tình của tụi em nó rất là đẹp, nên là chị chỉ mong là em sẽ có nhiều cái thuận lợi may mắn phía trước để cùng chồng san sẻ cái cuộc sống, thì hai vợ chồng chung tay thì cái tình yêu của mình nó càng ngày nó càng bền vững.